quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, vài giờ sau khi phong trào Hezbollah xác nhận tổng thư ký của lực lượng này, ông Hassan Nasrallah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào ngoại ô thủ đô Beirut chiều ngày 27 tháng 9, Thủ tướng Liban Najib Mikati chiều qua đã tuyên bố quốc tang 3 ngày bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 để tưởng nhớ thủ lĩnh Hezbollah. Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Liban đồng thời cho biết, toàn bộ các công sở ở Liban sẽ đóng cửa vào ngày tang lễ ông Nasrallah được cử hành. Tuy nhiên, lực lượng Hezbollah chưa công bố thời điểm tiến hành sự kiện này. Cũng trong ngày hôm qua, Iran, quốc gia đồng minh của Hezbollah trong trục kháng chiến, đã tuyên bố quốc tang 5 ngày để tưởng nhớ ông Hassan Nasrallah. Trong tuyên bố thông báo quốc tang, đại giáo chủ Iran Ali Khamenei thề sẽ tiếp tục ủng hộ và sát cánh cùng Hezbollah trong cuộc chiến chống lại Israel. Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah được xác nhận thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào quận Dahiye ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban chiều ngày 27 tháng 9. Chính phủ và quân đội Israel ca ngợi cuộc tập kích hạ sát thủ lĩnh Hezbollah là một chiến thắng lịch sử, trong khi dư luận khu vực lo ngại vụ việc có thể làm gia tăng căng thẳng, thậm chí bùng phát một cuộc xung đột quy mô lớn tại khu vực. Hezbollah hôm 28 tháng 9 đã chính thức xác nhận, thủ lĩnh tối cao của lực lượng này, ông Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban hồi tối qua, đồng thời khẳng định lực lượng này sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại Israel để bảo vệ người dân Palestine và đất nước Liban. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên án Israel đang thực hiện một cuộc diệt chủng tại Liban, cho biết nước này sẽ sát cánh cùng người dân và chính phủ Liban, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel, cũng như kêu gọi thế giới Hồi giáo thể hiện lập trường kiên quyết hơn. Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã lên án Israel về vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah và khẳng định rằng Iran và các nhóm đồng minh sẽ tiếp tục đoàn kết ủng hộ Hezbollah, nhấn mạnh rằng số phận của khu vực này sẽ do các lực lượng kháng chiến quyết định với Hezbollah đi đầu. Bộ Ngoại giao Iran và một số quan chức cấp cao đã bày tỏ lời chia buồn, ca ngợi ông Nasrallah là biểu tượng của cuộc đấu tranh chống lại sự áp bức và cho biết con đường của thủ lĩnh Hezbollah sẽ tiếp tục. Một số cuộc biểu tình đã diễn ra tại Iran để ủng hộ Hezbollah và lên án Israel. Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani đã tuyên bố 3 ngày quốc tang sau khi xác nhận ông Hassan Nasrallah thiệt mạng, mô tả thủ lĩnh Hezbollah là người ra đi vì đạo trên con đường chính nghĩa, lên án cuộc không kích của Israel vào khu vực phía nam thủ đô Beirut của Liban là một tội ác vượt qua mọi ranh giới đỏ. Các lực lượng Hamas và Houthi đã bày tỏ thương tiếc trước cái chết của thủ lĩnh Hezbollah, lên án hành động xâm lược của Israel, cho rằng việc Israel không kích vào các khu dân cư tại Liban là hành động khủng bố, phạm tội thảm sát, khẳng định tinh thần của những chiến binh thánh chiến sẽ ngày càng mạnh mẽ. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, nước này đã liên lạc với chính quyền Liban và các đối tác tại khu vực để ngăn chặn mọi sự gia tăng. Các tướng lĩnh quân đội Israel đánh giá Hassan Nasrallah là một trong những kẻ thù lớn nhất, tạo ra mối đe dọa đối với người dân và chính quyền nước này trong nhiều thập niên. Vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong lịch sử Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã ban hành hướng dẫn mới về các biện pháp khẩn cấp đối với người dân, đồng thời tăng cường năng lực phòng thủ với việc huy động thêm binh lính, phương tiện, khí tài quân sự. Theo tờ Jerusalem Post, cuộc không kích của lực lượng phòng vệ Israel IDF vào hôm 27 tháng 9 đã đánh dấu một sự kiện quan trọng trong cuộc xung đột dài dẳng giữa Israel và Hezbollah. Đến sáng ngày 28 tháng 9, IDF thông báo rằng cuộc tấn công này nhằm vào trụ sở của Hezbollah tại Beirut đã khiến thủ lĩnh Syed Hassan Nasrallah, người đứng đầu của nhóm trong suốt 32 năm, thiệt mạng. Điều này không chỉ tạo ra cú sốc cho Hezbollah mà còn mang lại những rủi ro và hậu quả tiềm ẩn to lớn đối với Israel và khu vực Trung Đông. Ông Hassan Nasrallah, kể từ khi trở thành lãnh đạo của Hezbollah vào đầu những năm 1990, đã trở thành một biểu tượng phản kháng Israel ở Trung Đông. Ông chịu trách nhiệm lên kế hoạch và thực hiện nhiều cuộc tấn công ở Israel. Dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh Hassan Nasrallah, Hezbollah không chỉ củng cố vị thế của mình như một lực lượng hùng mạnh trong khu vực, mà còn tham gia tích cực vào các cuộc xung đột với Israel, bao gồm cả cuộc giao tranh kể từ tháng 10 năm 2023 khi Hezbollah liên kết với Hamas. Ông Nasrallah không chỉ là thủ lĩnh quân sự của Hezbollah mà còn là người đứng đầu trong việc chỉ đạo các hoạt động chính trị và ngoại giao của tổ chức này. Việc ông Nasrallah thiệt mạng có thể gây xáo trộn cho Hezbollah, khiến tổ chức này mất đi một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên,
Cùng lúc đó, điều này có nguy cơ đẩy Hezbollah vào thế phản ứng quyết liệt hơn để bảo vệ uy tín và sự tồn tại của mình. Hậu quả và rủi ro đối với Israel. Jerusalem Post cho rằng, sự ra đi của ông Nasrallah có thể coi là một chiến thắng chiến thuật đối với Israel, nhưng nó đồng thời cũng đặt quốc gia này trước nhiều rủi ro. Việc tiêu diệt thủ lĩnh của một phong trào lớn như Hezbollah không chỉ gây chấn động cho khu vực, mà còn tạo ra nguy cơ phản ứng quân sự từ Hezbollah, Iran và các nhóm liên kết khác. Hezbollah có thể quyết định đáp trả bằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel. Một trong những kịch bản xấu nhất là Iran cho phép Hezbollah và các lực lượng đồng minh như Houthi ở Yemen thực hiện các cuộc tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái vào bên trong Israel. Nếu điều này xảy ra, Israel sẽ phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nghiêm trọng, buộc nước này phải tăng cường hệ thống phòng thủ và chuẩn bị cho các cuộc xung đột lớn hơn. Một khả năng khác là các thành viên của Hezbollah cùng những lực lượng liên kết khác trong khu vực sẽ tiến hành các cuộc tấn công có chủ đích và tạo ra các sự cố quân sự tự phát ở các khu vực như Judea và Samaria, đẩy Israel vào tình thế phải đối phó với nhiều mặt trận cùng một lúc. Ngay sau khi cuộc không kích diễn ra, tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Heji Halevi tuyên bố rằng Israel đã chuẩn bị sẵn sàng cho các bước tiếp theo. Tướng Halevi khẳng định rằng không chỉ có chiến dịch ám sát ông Nasrallah được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ lâu, mà Israel còn đang duy trì sự sẵn sàng tối đa trên tất cả các mặt trận. Các lữ đoàn bộ binh đã được triển khai đến Bộ Tư lệnh phía Bắc để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống gia tăng nào có thể xảy ra từ phía Hezbollah và các lực lượng ủng hộ họ. Điều quan trọng là lực lượng phòng vệ Israel IDF không chỉ tập trung vào các biện pháp phòng thủ mà còn sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công bổ sung nếu cần thiết. Việc triển khai các lữ đoàn bộ binh đến Judea và Samaria cũng như khả năng tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ ở Liban cho thấy rằng Israel đang tính toán nhiều kịch bản khác nhau để đối phó với mối đe dọa từ phía Bắc. Jerusalem Post lưu ý, mặc dù sự kiện này có thể khiến tình hình khu vực trở nên căng thẳng hơn, nhưng cũng có tiềm năng mở ra những cơ hội mới với Israel. Việc tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah và các chỉ huy cấp cao khác của nhóm có thể làm suy yếu lực lượng này, tạo ra không gian cho các cuộc đàm phán khu vực nhằm giảm bớt căng thẳng và thậm chí đạt được một thỏa thuận toàn diện. Tuy nhiên, thành công của bất kỳ giải pháp ngoại giao nào sẽ phụ thuộc vào việc Hezbollah sẽ phản ứng như thế nào trước cú sốc này và liệu phong trào này có sẵn sàng điều chỉnh chiến lược của mình hay không. Phía Hezbollah chưa xác nhận về số phận của thủ lĩnh. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết rằng, ngay trong sáng ngày 27 tháng 9, Israel đã sử dụng một số tên lửa phá bong ke nặng hơn 2 tấn do Mỹ chuyển giao để tấn công các khu dân cư ở Beirut. Theo Reuters, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã cáo buộc Israel sử dụng một số quả bom phá bong ke của Mỹ để tấn công Beirut vào ngày 27 tháng 9. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Trung Đông, nhà ngoại giao này cho biết ngay trong sáng ngày 27 tháng 9, Israel đã sử dụng một số tên lửa phá bong ke nặng hơn 2 tấn do Mỹ chuyển giao để tấn công các khu dân cư ở Beirut. Một quan chức cấp cao của Israel bình luận, các chỉ huy cấp cao của Hezbollah là mục tiêu trong cuộc không kích của Israel vào trụ sở chính của nhóm này ở vùng ngoại ô Beirut ngày 27 tháng 9, nhưng vẫn còn quá sớm để nói rằng cuộc tấn công đó đã tiêu diệt được thủ lĩnh Hezbollah Syed Hassan Nasrallah hay không. Nói chuyện với báo giới khi được hỏi liệu cuộc tấn công của Israel ngày 27 tháng 9 có sát hại Nasrallah hay không, quan chức này chia sẻ, tôi nghĩ còn quá sớm để nói, nhưng bạn biết đấy, đó là vấn đề thời gian. Đôi khi họ che giấu sự thật khi chúng tôi thành công. Khi được hỏi phải mất bao lâu để xác định số phận của Nasrallah, vị quan chức cấp cao của Israel cho biết, chắc chắn nếu ông ta còn sống, bạn sẽ biết ngay lập tức. Nếu ông ta đã không còn, thì có thể mất một thời gian. Người này cũng khẳng định, điều quan trọng nhất mà chúng tôi đang cố gắng làm là cố gắng loại bỏ một nửa năng lực, tên lửa và rocket mà họ đã xây dựng trong 30 năm qua với Iran chỉ trong vài giờ, và chúng tôi đã làm được. Theo AFP, cũng trong ngày 27 tháng 9, hàng nghìn người Iran đã biểu tình tại thủ đô Tehran và các thành phố khác để lên án cuộc tấn công của Israel vào Liban và Gaza. Những người biểu tình mang theo chân dung của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cũng như cờ Palestine và Hezbollah hô khẩu hiệu Israel bị tiêu diệt, Liban chiến thắng. Những người biểu tình cũng đốt cờ Israel và Mỹ. Trước đó, vào ngày 25 tháng 9, quan chức Iran đã kêu gọi cả nước biểu tình để ủng hộ phong trào Hezbollah ở Liban. Hezbollah là một phần của trục kháng chiến, bao gồm các nhóm vũ trang liên kết với Iran trên khắp Trung Đông. Thủ tướng Israel nhấn mạnh phải loại trừ Hamas khỏi nỗ lực tái thiết Gaza, đồng thời khẳng định Israel sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động chống lại Hezbollah
cho đến khi đạt được các mục tiêu. Ngày 27 tháng 9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu gây chú ý tại khóa họp 79 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, ông khẳng định Israel đang tìm kiếm hòa bình nhưng sẽ chưa dừng các cuộc tấn công hiện nay. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Netanyahu một lần nữa nhấn mạnh phải loại trừ phong trào Hồi giáo Hamas khỏi nỗ lực tái thiết giải Gaza. Liên quan đến căng thẳng với phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban, nhà lãnh đạo Israel khẳng định Israel sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động chống lại lực lượng này cho đến khi đạt được các mục tiêu. Trước đó cùng ngày, ông Netanyahu cho biết đội ngũ của ông đã nhóm họp để trao đổi đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn với Hezbollah và sẽ tiếp tục thảo luận trong những ngày tới. Các phát biểu của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh Israel đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban. Các cuộc tấn công xảy ra giữa những lo ngại cho rằng có thể bùng phát một cuộc xung đột khu vực quy mô lớn. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin chào và hẹn gặp lại!